Cuộc sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn ấy hỏi tôi là cái tình trạng là cái tủ lạnh bình thường, tức là cái độ lạnh vẫn tốt, nhưng mà tại sao nó chạy hoài không ngắt? Còn có những cái trường hợp mà nó chạy rất lâu, sau đó nó ngắt nhưng nó lại chạy ngay. Cái tủ lạnh bình thường ấy thì là ngăn đông nó ở trên, ngăn mát ở dưới. Đấy, tôi đang nói về cái dạng tủ lạnh như vậy. Cái ngăn đông ấy, là nó chứa cái giàn lạnh, và ngăn mát ấy là nó không có, nó chỉ lấy hơi lạnh từ ngăn đông xuống. Trên cái tủ lạnh ấy, thường thường nó có hai cái mắc và min, đấy, tức là nhỏ và lớn đấy. Chúng ta muốn nó lạnh thì thường thường chúng ta là tăng hết cỡ ở cái này, tăng hết cỡ lên. Cái này chúng ta tăng hết cỡ thì ta nghĩ là nó lạnh. Nếu như bạn tăng hết cỡ ở đây thì tức là mắc. Cái này nó ám chỉ rằng cái ngăn đông là lạnh nhất nếu như bạn tăng về mắc. Và nếu cái này bạn cũng tăng về mắc, tức là tăng hết cỡ, thì nó sẽ chạy mãi và không ngắt. Bởi vì cái này, số này này, nó cảm biến nhiệt độ và đủ ở cái định mức nào đó thì nó ngắt. Thế nhưng do bạn tăng cái này đến mắc thì nó đóng cái này lại, lại dẫn đến là hơi lạnh ở trên này không xuống dưới này, và cái rèm mút ta nó không đủ độ lạnh để nó ngắt, nó cứ chạy mãi. Thì những người sử dụng thôi, do những người sử dụng không đúng cách nên nó dẫn tới tình trạng như vậy. Nếu bạn xoay kín nó lại thì nó đóng kín lại, hoặc có loại nó gạt đi gạt lại. Nếu bạn gạt hết về mắt là cái ngăn đông này nó sẽ là lạnh này, bởi vì nó ngăn lại không cho thoát nhiệt xuống dưới thì nó sẽ lạnh cực kỳ luôn này. Thế nhưng mà cái ngăn mát ấy nó sẽ không có lạnh, mà cái remota nó nằm ở đây, nó cảm biến ở đây, dẫn đến là nó sẽ chạy mãi. Hoặc là nếu như bạn để đồ ngăn mát nhiều thì nó sẽ chạy cực kỳ lâu mà nó không ngắt. Thế còn cái trường hợp mà bạn tức là chạy rất lâu nhưng mà nó lại chạy ngay, khi mà không đủ nhiệt độ xuống đây, tức là cái nhiệt độ ở trên này các bạn là chắc các bạn vặn nhỏ cái này đấy, tức là cái hơi lạnh ở đây nó xuống ít ấy, thì nó chậm kích thích vào đây dẫn đến nó chạy rất lâu. Nhưng do cái ngăn mát này có nhiều đồ chẳng hạn, thì đến khi mà nó ngắt sau một cái thì cái nhiệt độ nó lại chưa đủ mà, chưa lâu mà đấy, một lúc sau nó lại chạy ngay. Thì khắc phục cái tình trạng này các bạn chuyển cái này về min đấy, về đằng này, tức là mở to cái này ra để cho cái luồng khí lạnh nó xuống đây, và cái này thì các bạn để ở mức trung bình thôi. Nếu như cái này tăng về mắc, tức là nó đóng cái cửa này lại, thì nó sẽ chạy rất lâu mới đủ nhiệt độ để kích thích cho cái này ngắt này, tức là cái tổ của chúng ta này, cái lốc của chúng ta nó chạy rất lâu. Đây chẳng hạn những cái tổ thế này, rồi để gạt về min, tức là ở trên này cái cửa này nó đang mở ra và gió đang đẩy xuống ngăn lại. Nhưng nếu bạn gạt về mắc này, thì cái cửa đó nó đóng lại, không khí lạnh nó sẽ xuống dưới ít. Không khí lạnh nó xuống dưới ít ấy, thì nó ảnh hưởng tới cái này, cái này sẽ không đủ nhiệt độ và ngắt tổ, nó sẽ chạy rất lâu. Đó là cái hiện tượng mà tủ chạy mãi không ngắt. Thì để khắc phục cái tình trạng này, các bạn sẽ chỉnh. Nếu như mà cái ngăn dưới bạn để ở cái tầm số như thế này, chẳng hạn như này, nhỏ nhỏ thế này, thì cái ngăn trên bạn cũng chuyển về, bạn chuyển về min để mở cái cửa này cho hơi lạnh xuống dưới. Đấy, nó chỉ có cái cách sử dụng chúng ta mở cho nó hợp lý. Đấy, cái cửa này và cái số kia nó hợp lý là cái tổ nó sẽ chạy tốt. Do mình sử dụng thôi, không đúng cách nên là nó dẫn tới cái tình trạng như vậy. Mặc dù tổ vẫn bình thường, mọi thứ vẫn tốt. Rồi, cuối cùng chúc các bạn được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.